Bích xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ năm ngày 9 tháng 5 năm 2019. Đến với chương trình bản tin hoạt hình đốn gồm có hai phần. Phần 1 là tin tài liệu đặc biệt và tin cộng đồng. Trong phần 2 là phỏng vấn về thỉnh nguyện xin tái cứu xét hiệp định Ba lề Sau đây, Bích Phường kính mời quý vị theo dõi tin tài liệu đặc biệt với Minh Thúy. Minh Thúy xin kính chào quý vị cơ quan nghiên cứu dự án của bộ quốc phòng mỹ mới đây đã bàn giao cho văn phòng nghiên cứu hải quân hoa kỳ một phiên bản thử nghiệm của một chiếc tàu chiến không người lái đầu tiên để kiểm định và đánh giá đây được xem là mẫu tàu chiến không người lái của tương lai trang bị các máy tính thiết bị phát hiện và camera chuyên phục vụ cho mục đích tìm kiếm và theo dõi các tàu ngầm của đối phương nó vận hành hoàn toàn tự động không có thủy thủ đoàn hay cần phải tới những sự điều khiển của con người từ xa. Tàu được gọi biệt danh là thợ săn ngầm trên biển và có thể sẽ là vũ khí làm thay đổi cuộc chơi trong tương lai của hải quân Hoa Kỳ. Điều này đã tiếp tục nâng cao vai trò của tàu không người lái trong chiến tranh trên biển. Trong tương lai, ảnh hưởng của tàu không người lái đối với chiến tranh trên biển có thể sẽ không thua kém gì với vai trò của máy bay không người lái trên không. Theo Popular Mechanic, ngày 14 tháng 3, 2019, Hải quân Hoa Kỳ có kế hoạch mua 10 tàu chiến không người lái trong 5 năm tới, sẽ không mang theo bất kỳ thủy thủ nào. Vũ khí tác chiến kiểu mới, tàu không người lái có rất nhiều ưu thế, như có thể giảm thương vong, hoạt động bí mật, có thể xâm nhập khu vực nguy hiểm, có lợi cho bảo vệ quyền lợi biển. Những tàu không người lái này được thiết kế để mang theo thiết bị phát hiện và vũ khí mở rộng phạm vi phát hiện các tàu của đối phương trên biển. Loại tàu này có thể mang theo vũ khí để hỗ trợ hạm đội hỏa lực mạnh mẽ hơn, và có thể thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà không sợ gây nguy hiểm đến tính mạng của các thủy thủ. Theo USNI News, hải quân với ngân sách 400 triệu Mỹ Kim để mua hai tàu chiến lớn không người lái. Chúng ta cần các tàu không người lái cỡ trung và cỡ lớn. Defense News dẫn lời Phó Đô đốc Mỹ Richard Brown phát biểu tại Hội nghị Hải quân hôm 15 tháng Giêng 2019. Các tàu không người lái này sẽ hỗ trợ chiến hạm thông thường trong hoạt động tác chiến. Theo ông Brown, phiên bản tàu chiến không người lái cỡ trung của Mỹ sẽ được trang bị nhiều loại thiết bị phát hiện, di chuyển trước đội hàng không mẫu hạm để phát hiện cảnh báo sớm về hỏa tiến chống hạm tốc độ cao. Phiên bản tàu không người lái cỡ lớn sẽ được lắp ống phóng thẳng đa năng MK41, có khả năng phóng hỏa tiễn hành trình hoặc là hỏa tiễn chống hạm, mang lại khả năng tấn công linh hoạt cho hải quân Hoa Kỳ. Tàu không người lái có thể đi vào khu vực có độ rủi ro cao hoặc là giám sát những khu vực có mức độ đe dọa thấp trong lúc các chiến hạm có người lái thực hiện nhiệm vụ khác. Các nhiệm vụ của tàu không người lái bao gồm áp đảo, vô hiệu hóa khả năng theo dõi của tàu đối phương, phối hợp tác chiến với các chiến hạm và thiết bị quân sự của Hải quân Hoa Kỳ. Hoạt động của các tàu này chủ yếu được phát triển như là một nền tảng tác chiến chống tàu ngầm, cũng như có thể hỗ trợ chiến tranh điện tử và đóng vai trò là một mồi nhữ để giúp che đỡ cho các lực lượng quân sự khác. Nhà thầu quốc phòng Lado đang dẫn đầu dự án Sea Hunter cho Hải quân, đã công bố thành tích này trong một thông cáo báo chí vào ngày 31 tháng Giêng 2019. Sea Hunter của Hoa Kỳ đã trở thành một con tàu đầu tiên từng đi từ San Diego, California đến Trân Châu Cảng, Hawaii và trở lại mà không cần thủy thủ đoàn để điều khiển và lái, một chuyến đi vòng hơn 5.200 miles. Con tàu có chiều dài 132 feet, nặng 135 tấn, bao gồm 50 tấn nhiên liệu đủ cho hành trình 70 ngày. Vận tốc là 12 hải lý hay là 14 mau cho 1 giờ. Được chế tạo với chi phí là 20 triệu Mỹ Kim. Trong tương lai gần thì Mỹ có thể trang bị tàu không người lái cho ít nhất một hạm đội. Mỗi tuần dương hạm và một khu vực hạm. Hạm đội này sẽ điều khiển một hoặc hai tàu không người lái. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters năm 2016, thì cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Walk cho biết là ông tin rằng tàu không người lái nói chung và Sea Hunter nói riêng có thể cách mạng hóa các hoạt động hàng hải. Tôi muốn thấy các đội tàu không người lái hoạt động ở phía Tây Thái Bình Dương và Vịnh Ba Tư trong vòng 5 năm. Ông nhấn mạnh rằng các đội tàu như vậy sẽ luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Hải quân Mỹ đánh giá cao ý tưởng về hạm đội tàu không người lái. Dù rằng vấn đề ngân sách làm cho mục tiêu của tàu hạm đội không người lái 355 chiếc trở nên xa vời, nhưng có thể hình dung được ít nhất số hạm đội lớn bằng cách sử dụng tàu không người lái rẻ tiền để tăng cường tàu có người lái đắt tiền. Rồi sẽ đến trong một tương lai không xa, khi một số tàu chiến của Mỹ sẽ ra khơi mà không có một thủy thủ đoàn nào ở trên thuyền. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới